Trong báo cáo công bố ngày 9 tháng 8, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong năm nay xuống 6,2% trong trường hợp Mỹ không áp dụng mức thuế mới. Theo báo cáo này, nếu Washington tăng thuế lên 25% đối với lượng hàng nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng GDP của nền kinh tế châu Á này có thể thu hẹp khoảng 0,8% trong 12 tháng tiếp theo. Tuy nhiên, báo cáo này được hoàn thành trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 10% đối với lượng hàng hóa trị giá 300 tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc. Các chuyên gia của IMF cảnh báo, động thái này của Washington sẽ kéo GDP của Trung Quốc giảm thêm 0,3% vào năm tới. Cũng trong báo cáo, IMF một lần nữa kêu gọi nhanh chóng giải quyết xung đột thương mại giữa hai siêu cường kinh tế, đồng thời cảnh báo về sự lan tỏa đáng kể những tác động tiêu cực trên quy mô toàn cầu.